Sáng nay, hai phường Thuận Phước và Thanh Bình, quận Hải Châu phối hợp với Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, điểm, đếm và lập biên bản vi phạm hành chính các chủ hộ có lòng bè nuôi thủy sản trái phép tại Vịnh Đà Nẵng. Tại Vịnh Đà Nẵng, thuộc địa phận phường Thuận Phước và phường Thanh Bình, hiện có 12 lồng bè đang nuôi thủy sản trái phép. Mỗi lồng bè có diện tích từ 100 cho đến 120 m2, đang nuôi các loại cá mú, cá sủ, cá bớp. Hầu hết các loại cá này gần đến thời điểm thu hoạch. Các hộ có lồng bè đang nuôi thủy sản cho biết trước đây họ nuôi cá nước lợ tại khu vực Vịnh Mân Quang. Khi quận Sơn Trà có kế hoạch triển khai thực hiện chấm dứt việc nuôi trồng thủy hải sản lồng bè tự phát, thì các hộ nuôi cá có quy mô lớn di chuyển sang địa bàn quận Hải Châu nuôi tạm để thu hồi phần vốn. Việc thành phố có quyết định chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên địa bàn thành phố trong năm 2021, người dân nghiêm túc chấp hành tự giác tháo dỡ Tuy nhiên, họ cũng kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi ngành nghề, đồng thời sớm quy hoạch vùng nuôi thủy sản để các hộ dân có kế sinh nhai. Chủ trương của thành phố thì dân thì phải chấp hành thôi, nhưng mà cũng gửi gắm cái nguyện vọng của những người dân nuôi bè, không chỉ riêng bản thân mình nhưng mà còn nhiều người khác nữa. Thì mong thành phố có một cái khu quy hoạch để cho dân họ nuôi, họ phát triển kinh tế, họ làm cái nghề của họ cũng nhận được cái 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 thông báo và cái chủ trương của thành phố chúng tôi cũng chấp hành nhưng mà trừ cũng tiền bọt cũng giống liếng đồ đổ, đổ xuống cũng nuôi nhưng mà có cũng do dịch bệnh rồi chưa bón được cũng mong có cấp có cái, cái chính sách hỗ trợ cho chúng tôi Đà Nẵng hiện có gần 500 hộ nuôi trồng thủy hải sản với gần 2.000 lồng nuôi trên các lưu vực các sông Cẩm Lệ, Cổ Cò, Vịnh Mân Quang, Vịnh Đà Nẵng. Tuần qua, quận Sơn Trà đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ khoảng 60 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản tự phát, cuối cùng ở Vịnh Mân Quang. Trước đó, ban ngành đoàn thể của các quận đã tuyên truyền vận động thu mua giúp hải sản, hỗ trợ tháo dỡ đối với các hộ có lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Theo quy trình thì dự kiến là phường là tới ngày 25 tháng 11 này, nếu như mà các hộ này không chấp hành thì phường sẽ thành lập cái đoàn kiểm cưỡng chế để cường à, chế đối với lại các hộ nuôi cá lồng bè tại Vịnh Đà Nẵng này. Từ ngày 18 tháng 10 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 8918 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020. Theo đó, thành phố không quy hoạch vùng nuôi trồng thủy hải sản lồng bè trên địa bàn thành phố. Tại nghị quyết số 348 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động, đồng thời xây dựng lộ trình chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên lưu vực các sông thuộc địa bàn Đà Nẵng.